Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đến cái Providence nha. Cái town Providence ở Cape Cod đó. Mọi người thấy trên cái bản đồ cái chỗ màu đỏ đỏ đó không? Đó là cái chỗ mà mình sẽ dẫn mọi người tới để tham quan ha. Cái town này cũng là cái nơi tận cùng của tiểu bang Massachusetts mọi người. Hết đường đi rồi. Mình sẽ dẫn mọi người đến đó để kiếm gì ăn. Và mình đi sẽ đi dạo xung quanh cái town để mà mình có thể xem những cảnh đẹp, những cái khu chợ ở đó. Và đây cũng là một cái nơi của cộng đồng LGBT. Mọi người tháp tùng mình nha. Bự quá trời cái ghế. Go ahead, go ahead, go ahead. Đang kiếm gì ạ? Kiếm ở bên này, em đi xuống biển đó, có gì ăn? Thay gì đi? Ăn sushi. Ăn sushi. Cũng có xe bus nữa nè ba. Xung quanh này thì mọi người sẽ nhìn thấy có rất là nhiều hàng quán nha mọi người, hai bên đường. Và rất là tấp nập nhiều người đi bộ hiện tại. Mọi người có thể nhìn thấy không? Hai bên đường đều có rất là nhiều quán. Họ bán đồ mỹ phẩm, họ cũng có bán đồ lưu niệm, bánh kẹo, rồi những cái nơi mà mình, nhà hàng mình cũng có thể vào trong đó để mình ăn uống nữa. Thường thường đó, ở Cape Cod á, những ngày lễ mùa hè rất là đông mọi người. Có rất là nhiều người đến đây để mà du lịch, khám phá. Biển cũng rất là đẹp. Họ cũng có những cái chiếc tàu đó để mà chở mình đi câu cá, rồi câu mực, đủ loại hết. Thành ra là có rất là nhiều người họ tới đây để nghỉ dưỡng, giải lao sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thành ra là mùa hè ở Cape Cod rất là đông, đặc biệt nhất là vào những ngày lễ. Đường đi lên Cape Cod sẽ rất là kẹt xe mọi người. Mọi người thấy không? Hai bên đường là những cái shop họ bán đồ lưu niệm, bán những cái mặt hàng đặc trưng của Cape Cod. Và người đi cũng rất là đông ha. Rất là nhộn nhịp phải không mọi người? Bự quá trời. Không ăn cà rem không? Không, đang đói bụng kiếm gì ăn. Đây cũng có cái lót tập phát kìa. Cái đó không biết có gì đâu. Đông quá. Ồ, đó cũng có lót à. No, cái đó bán cà rem hay gì anh? Lót tà rô. Nhớ cái chữ lót tà rô á. Có cái em trao đời nữa. Anh muốn mua anh ăn hay là anh muốn ngồi? Nó hỏi em muốn sao chị vậy? Ở đây có thấy kìa. Em muốn đi ăn lobster, còn anh muốn ăn gì? Muốn ăn sao? Ăn lobster roll hay là anh ngồi em ăn cái gì khác? Sao cũng được. Muốn vô thử tiệm đó không? Ok, vô vô. Trước mình ăn cái tiệm nào? Cái tiệm trước mình ăn cái đó mới chứ. Ừ. Đây có chỗ ngồi không? Ngồi ra ngồi kia ngồi ăn đi.
Nó có waterfront kìa, dining kìa. Muốn ăn không? Vô thử đi. We do not fold your name. What did you say about me? Oh, what did you just say about me? What? You're kidding me? Yeah. You're just one row zero. I guess one. Why were you bullying me? Rồi bự quá trời. Bự quá con đó thằng bự dễ sợ. Bự quá trời không biết bao nhiêu hao nha. Mọi người nhìn thấy trong cái then không? Có mấy con lớp tờ bự quá trời. Bự quá trời, nhiều lớp tờ quá cho mọi người coi nha. Wow, con này bự dễ sợ bự luôn á. 4 cái than biết bao nhiêu hao đi. Wow. Quá trời luôn, thấy chắc phải 6-7 thao trở lên quá. Coi nè, bên này còn có nữa. Wow, nhìn chưa, nó có tới 3-4 cái thao. Mọi người, tại mình xếp hàng lâu quá nên mình quyết định không có đi tận ở đó, mình đi kiếm chỗ khác ăn nha mọi người. Thấy hàng họ xếp hàng mà đợi không biết tới mấy tiếng đồng hồ lận, thành ra đang đói bụng nữa nên mình đi kiếm chỗ khác. Và bây giờ thì mình quyết định là mình sẽ ăn ở tiệm này mọi người. Thấy xếp hàng thì cũng không có đông lắm nên quyết định ăn ở đây. Ông xã của mình đứng xếp hàng mua đồ, còn mình qua bên này mình đi kiếm cái chỗ nào để mà mình ngồi mình chờ. Mọi người thấy này là gì không? Cái mũi neo á, trời ơi, nó bự dễ sợ không? Quá trời bự luôn nè. Nó để ở đây, nó làm thành một cái giống như gọi là cái cảnh để cho mọi người nhìn chụp hình này kia đó. Mà thấy bự không? Quá trời bự luôn. Fish and chip. Đó là leftover. Nhìn thấy ngon không? Nhâm mì quá. Mình còn luôn ha. French fry. Một ly coke.
Yummy không mọi người? Quá yummy luôn. Fish and chip. Cái đó là leftover. Nhìn thấy ngon không? Nhâm mì quá. Còn bên này là fish and chip. Có fish nè. Nguyên con luôn ha. French fry. Một ly coke. Nhâm mì không mọi người? Quá nhâm mì luôn. Bà mở cái clam chowder ngon quá. Nhìn cái wing ngon quá hả? Cái đó là clam chowder. Đây. Đang bối bụng mọi người, thành ra order quá trời luôn. Một cái lobster roll. Mọi người thấy cái lobster bự không? Bự quá trời bự ha. Rồi fish and chip. Rồi chicken wing. Nhiều không? Clam chowder nữa. Trời ơi, ăn bể bụng quá. Mời mọi người thưởng thức cùng mình nha. Ăn xong rồi bây giờ mình dẫn mọi người đi dạo tiếp Providence Town nha, để xem những cái nơi này ha, những cái tiệm rồi những cái khu này nó như thế nào, mình quay cho mọi người coi. Đồ ăn ở đó rất là ngon mọi người. Họ bán thì hơi mắc một chút đó, ba phần đó thì ra cũng gần cả trăm đồng, hơi mắc. Nhưng mà rất là ngon, cá rất là fresh, cá tươi, họ chiên rất là ngon, cánh gà cũng rất là ngon. Nói chung là mọi thứ đều ngon, không biết là tại mình đói bụng hay không, nhưng mà thật sự đồ ăn ở đó được, ăn được, giá hơi mắc một chút thôi. Nhưng mà cũng đúng. Xin lỗi mọi người nha, ồn quá. Ở đây là mấy cái giỏ sò mọi người. Cái tiệm này nó bán mấy cái giỏ sò làm mấy cái mỹ phẩm á, trang sức, đồ treo nè, đẹp quá trời luôn. Mình dẫn mọi người vô trong tiệm coi nha. Ở đây bán rất là nhiều kẹo luôn đó mọi người. Đủ thứ loại luôn. Đây là cái kẹo mà đặc sản ở cái khối kia, có rất là nhiều vị nha, có rất là nhiều. Trong shop này thì mọi người có thể thấy là đủ thứ loại bánh kẹo hết, con nước dĩ nhiên là sẽ thích rồi phải không, mà đừng nói chi con nước người lớn cũng thích nữa, đủ loại để mình có thể thử hết. Rang lên á.
Hershey chocolate cũng bỏ vô trong bọc, cũng như nó làm từng cái bịch nhỏ nhỏ vậy đó mọi người, cũng rất là tiện lợi ha. Chứ mình không có cần bóc như hồi xưa. Ở bên đây cũng có cái kẹo của nó như nè, đủ cái loại nó gọi là Capot Candy. Đó là cái tên của cái kẹo này nha mọi người. Có đủ quá trời, mọi người thấy hình ảnh bên kia đủ thứ loại, đủ thứ mùi vị hết phải không? Có cotton candy, rồi lại là cái mùi vị apple, mango, chocolate, trời quá trời luôn. Còn ở trong cái tiệm á, mình đi xuống vô một chút thì ở đây nó là chuyên về những cái gift shop. Nó bán những cái đồ lưu niệm đó mọi người. Mình có thể mua để dành lưu niệm đủ thứ hết. Nhưng mà tất cả những cái này là toàn là cái vỏ sò. Họ làm, họ decorate đẹp lắm. Mọi người nhìn nha. Mình quay cho mọi người coi ha. Đủ loại vỏ sò hết. Ốc, vỏ sò, đủ thứ kiểu lớn nhỏ đều có hết mọi người ạ. Thank you.
Nãy giờ mình đi bộ rồi ha. Bây giờ thì mình lấy xe, mình chạy vòng vòng cái khu này, mình quay cho mọi người xem nha. Mọi người ngắm cảnh cùng với mình ha, xem nhộn nhịp ở đây như thế nào nha. Đường này giống như đường trắng vậy đó. Đi bộ, đi xe, đi tầm lum đông rồi chắc đẹp sắp hai bên thôi. Nhiều người cũng mướn xe đạp chạy quá trời luôn. Ở dưới này có nhiều cái nhà hàng ăn nè ha. Hai bên cái này nhiều quá, là nhiều nhà hàng quá trời. Biết gì xuống đây ăn cũng được vậy. Đâu từng chiếc bên kia. Bên kia hình như mình đi nguyên con đường không có được nhiều mà.
cái bé bên này nó nhiều quá trời này ha. Ra open rồi xích đây cũng có lấy nữa. Ngày chưa giờ nhưng mà chưa đi tuốt như đây ha. Giờ mình đi. Ồ, cái anh đó đi xe đạp dài cao dữ vậy. Hồi nãy ngồi đằng kia là em đã thấy ảnh rồi. Cái chị này đi xe đạp luôn. Chị bị ấy rồi. Thì chị không có đồ gác chân gì đó. Lễ hội gì, À, làm gì bên đầu tóc. Qua nhớ mẹ không? Không biết làm gì vào đầu tóc đó. Providence.